Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì sáng nay, học sinh, học viên từ lớp 7 cho đến lớp 12 của Đà Nẵng đã quay trở lại trường học. Như vậy là Đà Nẵng có thêm học sinh của lớp 7 trở lại trường học trực tiếp buổi học đầu tiên kể từ đầu năm học cho đến nay. Các trường học đều chuẩn bị đầy đủ điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Sau khoảng thời gian dài học trực tuyến, việc đến trường trở lại khiến học sinh khối 7 của các trường học trên địa bàn thành phố vô cùng hào hức. Hiện nay, hầu hết học sinh lớp 7 của Đà Nẵng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Các trường cũng chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện phòng chống dịch để học sinh, phụ huynh yên tâm khi trở lại trường học. Sáng nay con dậy vào lúc 5 rưỡi cô. Thì cũng háo hức, đánh răng súc miệng các kiểu rất là nhanh để mong được đến trường bởi vì sau nhiều tháng rồi chưa gặp lại bạn bè. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều tổ chức phân luồng học sinh ngay từ cổng trường sau khi thực hiện đo thân nhiệt. Ở tiết học đầu tiên, học sinh được hướng dẫn một lần nữa về các quy định phòng chống dịch trong trường học. Thì đối với cái công tác tổ chức về đảm bảo cái phòng chống dịch Covid thì nhà trường thực hiện đảm bảo theo quy định, sắp xếp học sinh ca lẻ 6, 7, 8, 9 học buổi sáng và ca chẵn 6, 7, 8, 9 học buổi chiều. Và thời khóa biểu được sắp xếp như học trực tiếp hết 100%. Thì đối với giáo viên mà dạy trực tiếp mà có tiết trực tuyến thì giáo viên sau khi dạy trực tiếp thì sẽ tiếp tục dạy trực tuyến tại trường. Hiện nay, các trường học trên địa bàn thành phố đều được bố trí một phòng học kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp. Những học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh không thể đến trường học trực tiếp được thì được biên chế vào lớp này. Cái công tác dạy học thì bắt đầu trong tuần học này, chúng tôi thực hiện theo phân phối chương trình của học kỳ 2 tuần thứ 20. Thì hiện nay nhà trường đã cho thực hiện lắp đặt các cái trang thiết bị vừa bố trí trực tiếp và trực tuyến ở tại cái phòng học trực tiếp. Như vậy đối với những cái em học sinh của khối 7, khối 8, khối 9 mà các em ở trong cái khu vực cách ly y tế không tới trường được thì các em ở nhà các em vẫn có thể theo dõi và học tập được cái bài học của các bạn ở trên lớp. Theo công văn hướng dẫn, việc tổ chức dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngoài lớp 7 cho đến lớp 12 trở lại trường, từ ngày hôm nay ngày 7 tháng 2, trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 6 căn cứ hướng dẫn của các cấp và tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ có thông báo sau. Chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1-2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp, địa bàn có cấp độ dịch 3-4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến.